Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến. Hôm nay là mình live sớm. Giờ này chắc bà con ở Việt Nam đi ngủ hết rồi chắc. Bà con kiều bào thì giờ này cuối tuần, bữa nay thứ bảy. Mai thứ bảy thì có người vẫn còn phải đi làm. Đại đa số thì vẫn phải làm. Chào anh Trần Siêu. Hôm nay lại mình muốn live sớm nói về một cái đề tài. Cái con nhỏ mà Trần Thị Ái Liên. Cái con nhỏ này cực kỳ nguy hiểm. Hello Quốc Ly. Hello chào anh Ngọc. Anh Siêu ngủ không được anh Siêu. Thấy dạo này anh Siêu càng lúc càng chiến đấu rất là hào hùng nhé, phải cần nhiều người như anh Siêu như vậy mới được. Ở trong nước tinh thần dân tộc phải cao như vậy, lên mạng chiến đấu mấy tụi ba que nó mới sợ, nó mới thấy, nó mới thấy, nó mới khiếp, nó nghĩ rằng nó lên mạng là nó có thể mị dân, nó có thể làm phá hoại cái công cuộc đổi mới của đất nước. Ừ, đúng rồi. Ở Việt Nam 2 3 giờ sáng gì đó. Tại vì bên này Việt Nam cách theo cách chỗ Lợi Minh 14 tiếng. Cái búa giờ đó, cái búa giờ của Lợi Minh là nó gọi là Mountain Time. Chào anh Ngọc. Nó gọi là Mountain Time. Còn ở Cali hình như bây giờ cũng bằng giờ. Còn đi về ở miền Trung của nước Mỹ thì nó cách nhau 2 tiếng, rồi đi đi xa hơn cái miền miền Đông đó, thì nó cách nhau hình như là 4 tiếng 3 tiếng luôn. Mỹ nó có tới hình như là Pacific Time, Mountain Time, Eastern Time, nó có 3 múi giờ, nó có 3 múi giờ. Mình nhớ mày mãi. Chào Sang Ngọc Mơ gì đó. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Thì hôm nay là mình muốn live stream để nói về con nhỏ mà Trần Thị Ái Liên đó, anh chị các bạn. Con nhỏ này nó là một Việt kiều. Nó đi về Việt Nam, mà hình như là tôi nhớ là tôi đọc tờ báo đó, là năm 2012 nó bỏ Mỹ nó về Việt Nam. Cái lạ của cái con nhỏ này, tại vì gần đây thì tôi tự nhiên tôi thấy trên không Facebook này nó xuất hiện con nhỏ này, thì nó về lại cái những cái tờ báo trong nước đánh bóng tên tuổi của nó. Tôi không biết người nào mà PR cho nó, đánh bóng nó bằng một cách là ca ngợi nó. Không, lại mình nói đây không phải là ganh tị với con nhỏ này, nhưng mà nó về với cái vỏ bọc rất là nguy hiểm đấy. Các bạn biết là nói là nó là hạc sĩ, giảng viên của trường đại học Berkeley ở bên California, và nó làm cho trong cái chuyên ngành gì, ngay cả bên Morgan Stanley. Các bạn biết bên Morgan Stanley nó thuộc về, tụi này nó thuộc về financial, nó thuộc về tài chánh, tài chánh chứng khoán và credit card đồ đó, mortgage đồ, tiền nợ nần, tiền tiền đồ đó. Nó là mà nó lại bỏ nó tôi thấy để là nó bỏ Mỹ, cái lương bổng của nó là 80.000 đô, mà trong khi đó nó học, nó chỉ để là nó học ở đại học Berkeley á, thì nó không có tốt nghiệp, và sau đó nó lại chuyển qua cái nghề, cái trường dạy nghề Academy. Cái trường dạy nghề này thì nó chỉ là một cái trường dạy nghề đào tạo về vấn đề tâm lý trẻ em thôi. Đấy, tôi thấy thì hơi lạ. Con nhỏ này nó cực kỳ mâu thuẫn, và những cái mà nó về Việt Nam đó. Đấy, nó học về những cái tâm lý, nó bên tình sâu tình về bên trẻ em đó anh chị các bạn, về những người mà giống như đi tiếp thị đó. Những người mà giống như là giống như tiếp thị gì đó về trẻ em. Thì tôi thấy nó về như vậy,
mà trong cái background của nó thì nó chẳng phải là hạc sĩ nữa, mà nó cũng chẳng có giảng viên ở trường đại học Berkeley nữa. Cái tờ báo của Việt Nam trong nước thì ca ngợi nó là bỏ Mỹ sống 20 năm với cái lương mà 80.000 đô ở tại New York, thì cái chuyện đó tôi thấy hơi bị hiếm, cái này rất là hiếm. Đi về Việt Nam mở trung tâm từ thiện, mở trung tâm từ thiện về trẻ em, cái con nhỏ này nó có những cái âm mưu cực kỳ nguy hiểm, các bạn thấy không? Thì tôi coi thì nó gần đây mấy hôm nay tôi vào tôi cảnh cáo nó, tôi nói là tôi vạch mặt nó, tôi thấy nó ngồi nó im ru. Nó về rồi bắt đầu gần đây thì nó lộ ra cái đuôi của nó đấy, nó chống phá và nó xuyên tạc Bác Hồ, nó đưa những cái hình ảnh mà nó chống phá, nó tìm cách nó kích động những người nhẹ dạ cả tin. Đây là một cái sự rất là nguy hiểm. Tôi mong rằng cơ quan an ninh nhà nước Việt Nam cần phải vào cuộc sớm, nhất là về cái con nhỏ này. Thì tôi lên chia sẻ để anh chị các bạn đề cao cảnh giác về cái con nhỏ này. Con nhỏ có theo tôi thấy thì con này là của Việt Tân mà của trong cái nhóm công giáo cực đoan, nó lòn lách về Việt Nam, nó lợi dụng cái nghị quyết 36 và cái tính hòa hợp của đảng và nhà nước, nó len lỏi vào, nó lấy lòng tin của những người mà nhẹ dạ đó. Các bạn thấy nó về nó mở trường, nó làm từ thiện bên bên trẻ em. Thì tôi nói anh chị các bạn đi, nếu mà về Việt Nam mà sống đó, mình phải có một cái nghề, phải làm việc đấy, phải có một cái nghề chuyên môn rồi đó làm việc mới sống được chứ. Ở Mỹ cũng vậy thôi, ở Mỹ mà lương 80.000 một năm mà bỏ đi về Việt Nam mà không có một cái nghề nghiệp mà đi làm từ thiện, mở một cái trung tâm từ thiện mà để đặng mà giáo dục trẻ em, con này đầu óc của nó rất là tinh ranh nhé, các bạn thấy không? Nó len lỏi vào trong những cái giới mầm non trẻ, hello Luli, các bạn thấy không? Nó len lỏi vào 6 năm trời, bây giờ bắt đầu nó lộ bộ mặt nó ra, nó lộ cái bộ mặt trá hình của nó ra, cực kỳ nguy hiểm anh chị các bạn đấy. Mà nó có học hành ra trò trống gì đâu, mà tôi thấy những cái tờ báo trong nước lại 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 quảng cáo cho nó là hạc sĩ, là giảng viên của trường đại học UC Berkeley. Thì tôi nói đây là một chuyện hiếm có hoàn toàn. Tôi xem về cái lý lịch của nó, tại vì ở bên Mỹ này các bạn biết, các bạn check được background của người khác đó. Cho nên nhưng mà không được nói ra ở trên, không được đem cái background của người đó đem lên mạng mà mình nói ra mà là mình bị phạt ở tù, mình check để mình biết vậy thôi. Giống như nếu mà tôi đăng những cái background của nó ở bên Mỹ, cái lý lịch của nó ở bên Mỹ đó, tôi có thể bị phạt tù. Cho nên mình chỉ chia sẻ thôi, thì con này chẳng ra cái ôn gì hết, các bạn cẩn thận nhé. Cho nên lời mình rất rút lên trên này like để mọi người thấy về cái âm mưu đen tối của cái tụi mà chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ, cái con Trần Thị Bích Liên này. Tôi thấy hình như nó đang rung không, từ hôm qua tới hôm nay tôi vào tôi tấn công nó mà nó không trả lời được, trả lời lại một một trả lời lại. Tôi hỏi nó học ở trường đại học Berkeley ở bên California mà tốt nghiệp hồi nào, mà nó làm giảng viên ở đâu vậy, giảng viên ở nào vậy? Chào anh chị các bạn trong những đàn đấy. Và lương 80.000 một năm làm cho Morgan Stanley là một cái chuyện tôi thấy hơi bị lạ, tôi thấy hơi bị lạ. Nếu mà lương 80.000 ra trường mà nó học về bên tâm lý trẻ em mà làm cho Morgan Stanley, học về tâm lý trẻ em, cái đó là chuyện càng lạ hơn nữa, không thể nào có được. Nó hoàn toàn mà cái bằng thạc sĩ, bằng thạc sĩ là master degree, đúng rồi, hát master degree, nó cũng chẳng có một cái master degree nữa, thì làm sao mà thạc sĩ được, mà làm sao mà có cửa mà vô giảng dạy ở một cái trường đại học Berkeley ở tại ở California, chuyện đó hoàn toàn có.
con nhỏ này nó về Việt Nam nó xảo trá để đặng mà nó đánh bóng, nó qua mắt cái cơ quan chính quyền nhà nước Việt Nam, nó len lỏi vào trong cái người dân đó. Nó tìm cách để đặng mà nó bịp bợm nguy hiểm thiệt, các bạn thấy khủng khiếp không? Con nhỏ này nó làm tôi nhớ đến cái ông Hoàng Hoàng Minh gì đó anh chị em các bạn, cái ông gì đó cũng về Việt Nam cũng có Việt Tân nó cài về rồi dạy học đó, sau này bị trục xuất đó. Cái ông đó thì có bằng cấp đấy, cái ông đó thì có bằng cấp có trình độ thì rõ ràng, còn con nhỏ này thì nó hoàn toàn không có, nó chỉ là một cái bên cái ngành mà gọi là tâm lý trẻ em thôi, và có hạc sĩ nào đâu mà dám về Việt Nam ghê thiệt. Nhưng mà nó không có hạc sĩ ấy ơi, nó không có gì đó thưa Trương Minh Trương Trương Thanh Minh đó, nó không có bằng chứ bạn bạn vô con nhận, bởi vì cái những cái thành phần mà chống cộng cực đoan ô hợp á, tụi nó bố láo bố líu, cái tẩy của nó cũng dần dần nó cũng bị lộ và bị lòi cái đuôi ra. Nó học ở trường đại học mà nó còn không có tốt nghiệp nữa, nó đâu có graduate, undergraduate đâu, nó không có một cái bằng cấp nào hết mà. Học về tâm lý trẻ em thì giống như đi ông, nếu mà bên Mỹ mấy cái đó mà đi giữ trẻ hay là đi đi assistant cho mấy cái nơi mà về người ta lo về tâm lý trẻ em đồ á, nó lo về tâm lý trẻ em đồ, nó chỉ là một cái consultant bình thường thôi, mà nó về Việt Nam mấy ông nhà báo đánh nó bóng nó lên làm sao mà lên tới thạc sĩ luôn, ghê thiệt. Tại vì nghĩ rằng nó là một cái nó học ở trường đại học gì đó, Berkeley, các bạn thấy khủng khiếp, bởi vậy nổ gì mà ghê quá. Lại Minh để máy ngang anh chị em các bạn mới muốn chia sẻ thì là hôm nay là bên live sớm về vấn đề con Trần Thị Bích Liên này, để rằng mà tố cáo cái sự mà nó hiện nay nó đang tìm cách mà chống phá xuyên tạc đất nước của mình. Lại Minh rất là ghét cái thành phần này, cái lũ này rất là khốn nạn, cái con này vào trong cái Facebook của nó toàn là xuyên tạc xảo trá và bịp bợm, anh chị em các bạn cùng nhau lên án mà mong rằng cơ quan nhà nước vào cuộc trục xuất nó, không có cho cái loại người này ở trong nước lâu được. Nó đưa những cái hình ảnh mà nó chống phá nhà nước Việt Nam như vậy là nó không thể nào chấp nhận được. Chào Nến, anh Nến nha. Khủng khiếp được chứ. Mình hôm hôm qua anh thấy anh Thế Linh Hoàng đó mà đưa cái link bên nói về nó vào trong Facebook của nó, rồi lại mình kiểm chứng lại cái lý lịch của nó mà thấy giật mình, con nhỏ này khủng khiếp thiệt. Nó nằm vùng ở Việt Nam nay là nếu mà tính ra theo tờ báo đó năm 2012 với năm 19 gần 7 năm, 7 năm trời nó nằm vùng ở bên đó để đặng mà nó len lỏi vào trong những cái gia đình mà trẻ em đó anh chị các bạn, nó đem những cái mỹ dân vào trong đó kinh khủng. Dễ sợ mấy cái tụi này, mấy tụi chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ này. Anh Phùng Nến, anh chị em cái bạn nào mà có muốn chia sẻ thì để máy ngang, tại vì lại mình để máy ngang cho màn hình nó rộng á, hello anh cầm, bởi vì các bạn thấy cái chính sách hòa hợp hòa giải hòa hợp dân tộc rồi đó, nó rất là hay, cần phải xem cái lý lịch cho nó rõ ràng kỹ lưỡng. Chào anh Nến. em là Phùng Nên nhưng mày là Ở Nến. Phùng Nên. Ồ vậy hả, xin vâng lỗi xin lỗi. dạ vâng Nên là Nên, Phùng vâng vâng Nên. rồi cái xưa các cụ đặt là có chí thì nên đấy, mà em là con út nên nên Dạ nữa, vậy. nên nữa là nên thôi đấy. Vì em là út mà. Chào anh Lợi Thấy Minh, Nên chào giỏi anh em trên ha. trên diễn đàn. Dạ vâng, thì thật ra anh Lợi Minh ngày hôm nay cũng mới được nói chuyện là đối thoại trực tiếp với anh,
Thế nhưng mà thật ra thì cảm em cũng thông là... lẽ ra mọi người không phản đối anh nhiều mà hay là không nói về anh nhiều thì em cũng không biết. Thế nhưng mà em thì sau đâu. em ấn tượng về anh nhất đấy là cái đợt thì không vô tình vào xem rồi thì thấy anh cắm cái lá cờ đỏ sao vàng ở cái xuồng của anh. Thì em thấy là một người ở bên Mỹ mà em vẫn thường nghe là họ rất sợ cái đám ba que ở bên đấy, bởi vì như thế là nó sẽ hăm dọa rồi nó biểu tình rồi nó có thể dọa giết. Thế nhưng mà anh là một người Việt Nam mà anh dám làm những việc như thế, kể cả ở anh có ở trong nhà anh thôi, anh cắm một lá cờ đỏ sao vàng em cũng tự hào, bởi vì đó là cái ngọn cờ của Tổ quốc Việt Nam hiện nay. Đúng vậy, nó là hợp pháp, là... hợp hiến, nó hợp với lòng dân, đó là cái mà nó đúng chính rồi. Nghĩa đấy, cái đấy mà em thật sự với anh là em rất ấn tượng với anh. Thế sau khiếp vô đó một cái điều nữa đây thôi, em cũng phải nịnh anh bởi vì em cũng chẳng xin anh cái gì mà em cũng chẳng anh trả lại cái gì mà em phải nịnh cả. Em chỉ nói đây là nói về cái suy nghĩ tâm tư của bản thân riêng em. Một cái lần nữa là anh có nói lỡ lời ở trên mạng hoặc là gì đó thì em không biết, nhưng anh đã xin lỗi. Xong bắt đầu anh còn bỏ máy xuống để anh quỳ xuống anh xin lỗi mọi người là anh đã lỡ lời quỳ xuống. Đấy là một cái hành động em nói với anh là thế mà các chúng nó cứ đánh phá. Em chỉ vì ấn tượng với D3Q, ấn tượng với anh là những cười của kiều bào mà chúng nó bảo em là đầu đường xó chợ, chúng nó em bảo em là ô hợp. Cho nên là em nói thật với anh là nhưng mà với con người anh em mình là người Việt Nam nếu chân chính ấy thì bao giờ có một cái đầu này và có một cái ý chí nó rất kiên cường và cương định, và mình chấp nhận vào một cuộc chơi là mình phải chấp nhận lấy sự thật làm vũ khí mạnh nhất để mình chiến đấu với quân thù. Bởi vì là thằng Ngô Kỳ nó cũng bảo nó yêu nước, nhưng mà yêu nước kiểu nó thì lại yêu nước kiểu gì đấy. Cho nên là cái con người em chỉ nhận định một điều rằng là các anh cũng rất mong các anh các chị nhiều hơn nữa, từ anh Lợi Minh bây giờ có thêm anh David Lê rồi có sẽ có còn nhiều người nữa cùng nhau lên tiếng từ trong đất nước này và ra đến cái cộng đồng hải ngoại đó, sẽ cho cái đám chống cộng cực đoan ấy nó không còn tuyên truyền bậy bạ về đất nước Việt Nam, nó xúi người dân, những người mà không phải người ta không biết mà vấn đề người ta còn mải làm ăn, người ta lại đi nhẹ dạ cả tin thôi, chứ còn thật ra cái dân tộc Việt Nam ấy người ta mau lẹ lắm. Anh thấy qua cái mùng 10 tháng 6 đố yêu hô nào biểu tình được, bởi vì người dân người ta chỉ bị lợi dụng, một số kẻ lợi dụng để đẩy người ta vào. Thế bây giờ đấy chúng có đi tù thì ai nuôi, ai làm cho vợ cho con gia đình nhà người ta, hay chúng nó đang đẩy người ta vào một cái vòng lao lý. Còn pháp luật nào cũng thế thôi, sống ở một đất nước nào cũng phải tuân thủ theo luật pháp là điều đầu tiên. Còn cái luật pháp của nước nào thì nó còn phụ thuộc vào cái nền văn hóa của cái dân tộc đó, chứ không thể nào một cái luật Mỹ để áp dụng vào Việt Nam được. Bởi vì Mỹ là hợp chủng quốc, đa sắc tộc, nên tất cả những người nào bước vào Mỹ phải lấy luật pháp nghiêm để nó trị. Nhưng dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc có bề dày truyền thống mà là người Việt, cho nên chúng ta sống trong cái văn hóa của Việt Nam, đúng không anh? Cho nên là chúng ta xây dựng luật pháp cũng phải trên văn hóa của Việt Nam. Có thay đổi sẽ phải tùy vào dân, chứ bây giờ ra một cái luật em nói với anh để mà làm khổ dân thì nhà nước sinh ra để làm cho dân, chứ không phải nhà nước để cai trị cho dân mà cứ chỉ ra luật. Cho nên là các ông ấy mới là khang không có tự do dân chủ, bọn em trong nước đấy mới là tự do dân chủ này. Thích thì ăn, thích thì chơi, đúng rồi, thích thì nói, thế thôi. Thế còn bây giờ anh nó bảo là ở độc đảng với cả cái gì mà nói sai là nó bắt bỏ tù. Nếu bỏ tù được cái bọn Nguyễn Quang A mấy thằng dân chủ quậy đấy, suốt ngày nó chống đảng chống nhà nước thì nó vào tù lâu rồi. Còn đúng anh rồi. Có dấu hiệu về vi phạm hình sự thì anh mới bị đi tù, còn anh vi phạm về hành chính thì anh chỉ bị xử phạt nhắc nhở thôi. Cho nên là bọn ấy không hiểu. Mà em nói với anh Minh là anh Lợi Minh là chắc là anh cũng biết ở Việt Nam ta độc đảng nhưng không độc tài. Đấy, một đảng nhưng dân chủ. Bởi vì sao? Tập thể lãnh đạo mà cá nhân phụ trách, cái cá nhân đấy phải do tập thể người ta đưa ra quyết sách thì ta mới có thể là giải quyết được, chứ không thể nào anh tự ý là anh có quyền anh muốn làm gì anh làm đâu, không có chuyện đó. Nó có một cái
hội đồng nhân dân anh hiểu không? Ủy ban nhân dân, tức là nó trong đó nó có cái thành phần nhân dân ở trong đó. Đấy, cho nên là thật sự anh Lợi Vinh là cũng rất mong là có rất nhiều như An Nhiên, Na Si, Bắc Cẩm Nguyễn, anh Tư Tân Bình và nhiều anh nữa có những tiếng nói, em nói thật, mà chính những người đó lại là cái thời kỳ của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng người ta hiểu cái chân lý và người ta biết được đất nước Việt Nam phát triển. Còn em nói với anh, ai là người Việt Nam chả mong muốn đất nước Việt Nam phát triển giàu mạnh. Nhưng mà muốn làm điều đó thì mỗi một người dân anh phải cố gắng làm ăn, đóng góp cho xã hội đó. Chứ không phải cứ ngồi là cứ ta muốn thế này, với cả lúc nào cũng muốn được nhà nước có chế độ tốt với được miễn phí. Anh muốn miễn phí thì anh phải đóng vào một cái quỹ khác để cái quỹ đó nó được miễn phí. Đấy là cái con bài dân chủ của tư bản thôi. Chứ còn nhà nước lấy đâu ra mà miễn phí, vẫn là cái tiền thuế ra xong lấy cao lên thì như kiểu cái chương trình khuyến mại anh. Tức là cái này đáng lẽ là 10 đồng nhưng nó bảo 15 đồng đấy. Ta khuyến mại 5 đồng thì ta bán cho mày 10 đồng. Thì cái đám chống cộng cực đoan nó ngu, nó không biết gì. Nó lại cứ tưởng là ôi nó cho 5 đồng. Nhưng nó không cho đâu, nó nâng cái giá trị này lên thì nó hạ cái giá trị khác xuống. Đó là một con bài chính trị, một con bài chiến lược mà chúng nó du ngủ. Còn ở bên Mỹ chứ, nó cho anh nhà, cho anh xe nhưng nó quắc cái vậy vào đây này. Cày đi, mày không cày mày chết, mày đứng lại là tao cho mày nghỉ luôn. Đấy. Nhưng ở Việt Nam ta, em nói với anh nhé, dù có thể kinh tế còn khó khăn so bì với nước Mỹ thì mình không thể so bì được, bởi vì đất nước, mỗi một đất nước sinh ra trong một hoàn cảnh khác nhau, cho nên nó khác nhau về nhiều mặt. Nhưng cái tựu chung là người nghèo nhất ở Việt Nam vẫn có nhà. Nếu không có nhà, chính quyền còn sẽ có một cái khung đất đủ để cho người đó sống, và cái làng nghĩa xóm mới có thể là mang cơm mang gạo đến giúp đỡ để người ta sống. Chứ nó không phải như bên Mỹ. Mỹ ai sống cho người đó thôi, đó mới là ích kỷ. Anh Lợi Vinh ạ, thôi em chia sẻ thế thôi, còn có gì thì vâng. Cảm ơn Hùng. Nói chung thì đời sống của mình Mỹ cao thì cái gì cũng cao á Hùng đó. Nó thấy Hùng nói giỏi ha. Lại mình thấy Hùng nói rất là giỏi, còn trẻ mà phấn đấu có được một cái sự nghiệp như vậy phải nói là rất là hay. Rất là hay. Cái chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam mình phải nói rất là tuyệt vời cùng Hùng Lâm. Là mình thấy cái đất nước con người Việt Nam ngày hôm nay đại đa số người ta ăn lên làm ra và họ phấn đấu rất là nhiều. Đất nước đổi mới, phát triển từng ngày và từng giờ, cuộc sống càng lúc nó càng tốt hơn. Nhưng mà Lợi Minh chỉ hôm nay muốn chia sẻ với các bạn về các vấn đề, cái con nhỏ mà Trần Thị Ái Liên nó trá hình, nó về Việt Nam nó tìm cảnh nó chống phá nhà nước đó. Mong rằng cơ quan an ninh sẽ vào cuộc để đặng mà điều tra tống cổ con nhỏ này càng sớm càng tốt, để dạy cho nó một bài học. Rất là ghét những cái thành phần này. Thật ra là em cũng chia sẻ với anh Lợi Minh là cái ý kiến của anh cũng là tốt thôi. Bởi vì là cái thứ nhất là anh có thể ở nước ngoài và anh biết rõ, anh nhìn về, anh nhìn một cái góc nhìn cả như là một cái bật lửa, anh có thể nhìn từ đằng ngang và em có thể nhìn từ đằng này. Và nhiều cái ánh mắt mình nhìn vào thì mình nhìn hết được cả cái bật lửa. Thì mình sẽ giúp cho nhận biết được cái việc nào nó sẽ là cái việc tốt, việc nào sẽ là việc không tốt. Nhưng thật sự anh Lợi Minh ạ, em thì nói thật không phải là mình là người cộng sản hay là gì đâu, em thì là dân tự do thôi, nhưng em tin tưởng vào chính quyền. Đúng rồi, em tin tưởng vào cái hệ thống chính quyền của Việt Nam. Vì thật ra người ta khi nào người ta cần gì, còn nói thật để nói hệ thống an ninh Việt Nam nữa, thì anh ấy biết rằng là có khi anh hoạt động nhưng mà có thể là còn có những người họ hoạt động trên anh và họ đang kiểm soát anh, nhưng anh không biết được. Cho nên là những cái đối tượng đấy ấy, đôi khi ấy, nhà nước mình cứ phải cho về đi, về vào sâu vào đấy. Như cái vụ anh bắt cái đợt qua 10 tháng 6 mà có một vụ nữa đó, hô hào biểu tình ông na súng về đấy, vào tận Bình Định người ta mới bắt cơ. Còn trên cái đoạn đường đi đó, họ đã kiểm soát đối tượng là ai, đi giờ nào, mang những gì, tao cho mày vào hẳn cái chỗ tao định bắt mày thì tao mới bắt. Cho nên là em nói với anh này, không làm gì được cả. Chúng nó muốn lật đổ, nhưng em nói với anh cũng luôn lật đổ được. Cái thứ hai là người dân ấy, Việt Nam ấy rất giỏi. Là tại sao có những cái vụ án anh biết không, phát huy quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát hiện tố giác tội phạm, mà có rất nhiều cái nguồn tin của nhân dân mà để bắt những cái tên tội phạm trong nước thôi chứ.
Cho nên anh thấy an ninh Việt Nam không? Những cái vụ án lớn gần như làm ra ngay mà làm rất nhanh. Bởi vì nó phải có người dân. Anh ạ, cho nên là chúng em đây này, em là một trong những người ở trên Phú Thọ. Đây hôm nay là em báo cáo với anh, em đang ở Hà Nội. Và ngày là em đang ngồi đây là nhà em ở Hà Nội. Dạ vâng. Thế còn em nói với anh ở trên Phú Thọ, em ở đây đấy. Em nói với anh là em là những người mà đóng góp rất nhiều cho công an. Để nói ra những cái thằng nào ở đâu như thế. Bởi vì đây này, mình phải nói thật, bởi vì này, hôm nay nó làm người ta nhưng ngày mai có thể nó làm vào tới gia đình anh em nhà mình. Đúng không? Nếu chúng ta cùng đồng loạt lên và chúng ta phản bác lên những cái vật điệu xấu hoặc ngăn chặn những cái hành vi vi phạm pháp luật thì ngày mai nhà mình sẽ không dính những cái đó. Đấy. Thì mỗi một người dân chúng ta nên làm điều đó thì cộng đồng nó sẽ lớn dần lên. Chứ bây giờ em nói mà anh yêu nước là gì? Yêu nước là chính yêu bản thân gia đình mình, hãy làm tốt những điều mình đang phải thực hiện, trách nhiệm của mình với chứ không phải là yêu nước kiểu ông Tân Văn Bùi là yêu nước 2 năm đâu. Đấy, anh cầm lá cờ đỏ sao vàng thì ông Tân Văn Bùi ông bảo là thằng điên thằng rồ, tao cũng không điên rồ như thằng Lợi Minh, tao ra đấy để bọn nó giết tao à. Đấy, đấy là em chia sẻ với anh thế. Nói chung mọi người có cách yêu nước khác nhau, tại vì Lợi Minh ở bên này, Lợi Minh hồi nào giờ Lợi Minh rất là ghét cái tụi chống cộng bao que cực đoan bên này, cùng nói tụi nó rất là ác độc và dã man. Nói chung là tụi nó khốn nạn lắm, mấy cái lũ này nó vô cùng khốn nạn, cho nên Lợi Minh không có thấy tụi nó là thấy mà ghét nữa. Nó căm thù nữa. Hồi xưa tụi nó điền đúng mọi cách nó giết Lợi Minh mà. Nó đâu là quăng Lợi Minh chuẩn bị. Nó qua tới đảo nó còn giết, nó còn đòi giết mà. Lợi Minh xin về mà tại trời hại mấy cái đám này thôi. Lợi Minh xin về mà thằng Mỹ nó không trả Lợi Minh về. Nói chung thì đất nước mình phát triển đổi mới thì mỗi một người dân như Phùng Nên, Lợi Minh đồ anh em chúng ta cùng chung nhau tiếng nói để góp phần xây dựng đất nước ngày một tốt hơn. Và để vạch mặt những cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp nó trà trộn vào trong Việt Nam. Như hiện nay các bạn thấy con nhỏ mà Trần Thị Ái Liên, cái con này nó trá hình, nó về Việt Nam mà nó báo chí đăng lên đó là nó năm 2012 Lợi Minh xem lại thì nó tự cho nó là hạc sĩ, là giảng viên của trường đại học thì Lợi Minh. Theo như Lợi Minh biết thì con nhỏ này là của Việt Tân. Anh chị các bạn anh nói là của Việt Tân đấy. Nó cài vào trong nước để đặng mà nó phá hoại. Nó phá hoại nó tuyên truyền. Bây giờ bắt đầu nó lộ vẻ ra những cái là cùng đến bị rớt màn hình rồi. Thì mục đích của Lợi Minh hôm nay chia sẻ với anh chị em phải để máy ngang á, Phùng Nên. Phải để máy ngang mới lên được chưa có khen. Thành ra anh em chúng ta đề cao cảnh giác những cái thành phần này. Cái con này nó lợi dụng cái nghị quyết 36 anh chị các bạn. Và nó lợi dụng cái chính sách hòa hợp của cái bọn chính sách hòa hợp của đất nước, và cái bọn Việt Tân nó tìm cách nó không đưa lên được. Để máy ngang anh chị các bạn muốn lên thì để máy ngang. Tại vì là mình để máy ngang. Chào anh. Lê Minh. À chào anh. Ôi cảm ơn. Em ơi vừa đi làm vừa về nhà. Dạ vâng. Lưu Ly nó cũng Lưu Ly cũng vừa giao lưu với em là em vừa đi làm về nhà thì làm cái tạm biệt nó có một cái số việc. Ồ. Thế xin chào anh, chào chào cả nhà nhá. Vâng vâng, chào cả nhà. Em muốn vui cùng với lại các anh một chút về cái nhiều cái hay á anh ạ. Vâng. Em thì em rất là kết bác đấy, em là kết bác đấy. Dạ. Kết bác Lưu Ly rồi Duy Nguyễn rồi là hôm nay có cái hay là cái là em lại có một cái Trung Nguyễn trong cái chắn gió live thích lắm, thích thơ của ông lắm, khoái lắm. Yeah. Có những cái thơ rất hài hước. Hài hước thì nó mang cái tính chất là nó phải là có một tính tình thì mang tính hài hước rất là nhiều.
nhưng mà em rất là quý anh này này. Anh chắc là hơn tuổi em, trước hết là em xin em thì sinh năm 70 đúng À, nhỏ hơn 2 tuổi. vâng có đúng đấy, anh là 68 thì đó Tám. em biết mà. Vâng, cho nên là thôi em cứ gọi anh cho nó đúng cái nề nếp của gia Không có gì phong. đâu, anh em không à. Vâng, đấy anh ạ, để cho dễ xưng hô. Xưng hô rồi anh em mình sẽ có như nói chuyện nhau rất nhiều. Anh Lê Minh ạ, Vâng. rất là cảm ơn anh đã cho em lên trong cái diễn đàn, trong trong diễn đàn Cảm ơn nhá. anh Thì nó như lên chia này. sẻ. Dạ vâng, vâng ạ, vâng. Em chắc là anh giờ giấc của anh lúc này nó thuận tiện hơn bọn em bởi vì đúng không anh? Đúng không? Nhưng mà em có cái miếng nó như này này. Thật sự anh em mình không phải tung hô nhau trong chuyện này đâu, nhưng mà có rất là cái nhiều việc để mà chúng ta cùng chia sẻ, chúng ta cùng có cái bàn luận nó là như này. Thường thường trong cái phong trào mạng thì ta có gọi ngắn, em cứ có một cái câu chữ là phong trào mạng đi. Phong trào mạng nó có những cái như này, có những cái này này, người ta làm thông tin vì mục đích gì, ai cũng muốn kiếm tiền, xong cái mục đích của con người ta nó phải mang là cái đúng đắn. Các câu chữ trẻ trâu, những cái câu chữ đu càn, những câu chữ ba que hoặc những gì, nó có cái lý do của nó có lý do của nó anh nhỉ, nó có lý do của nó. Thực sự ra ấy, nếu nói về các anh bên đấy ấy, rất khó 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 khăn ấy, khó khăn ấy, khó khăn trong cái việc chúng em biết đấy, chúng em ở bên này là chúng em biết vì anh cũng về nước rất nhiều rồi, em biết anh đi nào em biết đấy nhá. Nhưng mà chúng em biết cái khó khăn vì nằm giữa những chỗ nào, nằm giữa trong cái tư tưởng nào. Khi con người ta này thường ấy anh ạ, chấp nhận thất bại khó lắm, tôi Đúng biết rồi, tôi thua đấy, khó để mà chấp nhận được lắm lòng tự thật ái sự. Bởi vì sao, cái tôi của tôi tao sai lè lè ra đấy, nhưng mà đừng bảo tao thua, tao không có cái chuyện tao thua nhưng mà tao còn cay lắm. rồi. Đấy là cái tất yếu của cái tất yếu của cái tôi của con người ta anh ạ. Cái tôi của con người ta ấy, không tao biết là mày đúng đấy, trong lòng tao tao biết tao sai đấy, nhưng để chấp nhận tao sai là tao còn lâu, tao phải cố gắng, tao cổ xí, tao cố gắng, tao làm những cái vấn đề gì để cho tao nó trở thành đúng đấy. Bởi vì sao, không những tao đúng, ông bà tao đúng, bố mẹ tao cũng đúng, chả nhẽ ông bà bố mẹ tao sai à, thì nó buồn quá, nó tủi quá. Thế cái để mà thông cảm cho những chúng, đấy là em nói về cái phản, về cái chống cộng cực đoan ấy, thì chia sẻ với chống cộng đoan là công nhận chúng mày khó mà chấp nhận được sự thua thiệt, khó mà chấp nhận được những cái đúng đắn theo như toàn nhân loại công nhận, chứ không phải là một vài lĩnh vực. Thế trong những cái ngày này thì thường ra các năm khác ấy, thì em thấy có nhiều cái nổ lắm, nhưng mà dần dần thì em thì có hai những cái chia sẻ này anh Lệ Minh này, chúng ta cố gắng để vuốt mắt vuốt mắt vuốt mắt vuốt mắt. Anh biết chữ vuốt mắt gì, vuốt mắt là mất mất, nhưng mà vẫn vẫn mở mắt thì những người tỉnh, những người sống mắt vuốt mắt cho những người mà không chịu chết chết thật nhưng mà không nhắm, chứ còn nó không đáng kể anh ạ. Anh ạ, cái điều quan trọng là gì, anh em mình này, nhất là những người như anh đã sống làm việc khẳng định mình trên đất Mỹ, như bọn em sống làm việc khẳng định mình
trên quê hương mỗi người có một cái khẳng định của mình. Đừng nói chữ yêu nước hoặc không yêu nước ở chỗ này, nó nghe nó chưa vào. Theo em nghĩ, yêu nước hay không yêu nước đó là gì? Mình cái tự tôn dân tộc, cái quê hương bản quán. Anh biết, bởi vì em hôm nay muốn chia sẻ này. Hôm kia là ngày Thanh Minh các anh nhé. Gì à? Thanh Minh mà. Thanh Minh là dỗ tổ, tổ của em, tổ của anh. Tổ là gì? Có gồm dưới tổ là chi, có cành, như kiểu là cái người sinh ra từ đến các vua hùng người nọ kia, rồi đến tổ nhà em. Em là anh, là họ này, em này, họ này, anh họ kia, thì các cái tổ dỗ đấy là dỗ tổ trong tiết này. Thanh Minh trong tiết tháng ba lễ là tả mộ hội là lạ thanh mà, đấy là cái thơ với du rồi tháng ba tôi ngay vân vân đấy là những cái là rất cội nguồn. Những cái đấy với là những cái chúng ta hết sức trân trọng, đấy là những cái của anh em mình là đất Việt Hà Nội. Thì em có một cái chia sẻ trên cái diễn đàn của anh là những cái đấy mới quan trọng, và chúng ta phải hàng ngày ta bẻ càng thôi, nhưng ta phải chuẩn càng của mình. Trong cái diễn đàn của chúng ta ấy, thực sự sự đoàn kết gắn bó nó là tính cách, nhưng cơ bản tuyệt đối không được đá nhau. Em lên chia sẻ với các anh các chị rất nhiều, rất ít ấy, nhưng nghe thì lại rất là nhiều. Chính vì như vậy ấy, em thì có một cái đề nghị với các anh các chị như này: chúng ta cái chính kiến, mỗi người một chính kiến, nhưng tuyệt đối không được cày nhau. Chữ cày đấy nhá, em nói chữ cày là chữ trong nháy nháy của em đấy. Phần cơ bản là gì? Ta tỉnh táo được. Chuyện tỉnh táo này chưa đến nỗi anh em mình đâu. Về chính sách, về quan điểm, về đường lối, chưa đến anh em mình phải tính. Ta hãy làm gì cho mình đã. Thôi, đừng nói chuyện đất nước này. Nói nó to mà nó buồn cười lắm. Nên các ông cứ hô ta làm cho ta này. GDP đang phát triển, tôi ta cố gắng đừng kéo cái GDP nó xuống. Còn những ông lãnh đạo là việc của các ông ấy. Việc đấy là chuẩn, là không phải nói. Ông nào hơn, làm cho nó hơn đi. Mà đã hơn bao giờ đâu. Hiện nay chúng ta ổn định, thế giới nó công nhận. Phát triển, thế giới nó công nhận. Cho nên là không cần phải góp công góp của gì nhiều. Chúng ta hãy tự phát triển. Một thằng ví dụ như bọn em làm sao từ gia đình vân vân. Nó lên được. Còn những cái ví dụ như với anh với em là em với anh Lợi Minh bây giờ ấy nhá, rồi những lưu những vân vân rồi là Duy Nguyễn hay là rồi Nguyễn Trung, thì là chúng ta góp những phần vui trong diễn đàn, nhưng thực sự nó là một mặt trận thông tin. Nó phải mặt trận thông tin để chống những cái dạng rác thông tin. Bởi vì trong cái lĩnh vực của theo em thiển cận của em nghĩ thôi, là rác thông tin nó khá nhiều. Phần rác nó khá nhiều, chúng ta cố gắng dọn rác, nhưng chúng ta phải sạch. Chúng ta cố gắng là theo quan điểm của mỗi một người thôi. Nhưng mà cái tính dân tộc, tính của người Việt, tính của
các dân tộc anh em du du tất cả nước mình, nó một mối, nó mang cái tự tôn. Khi mình có tự tôn dân tộc ấy, nó từ Bắc vào Nam, từ Móng Cái xuống Cà Mau, nó cảm thấy nó hay lắm anh ạ. Em cảm thấy anh ê, bác bây giờ như này, em cảm thấy nó gần lắm. Anh lấy mình, em cảm thấy anh gần anh gũi không mà. Nó có gì đâu mà xa xôi đâu. Nó rất gần. Rất gần anh ạ, nó rất gần. Lòng yêu nước. Thế được mình tại sao mình phải anh em gần với nhau. Còn cái hình ảnh anh ạ, những cái hình ảnh nó phản cảm lắm. Thế em mới bảo là vuốt mắt mãi không được. Đấy là em nói về chuyện. Rồi có những câu chữ ví dụ như đu cảm ba que, em không quá xói nhiều vào niềm đau của mỗi người. Tất nhiên khi người ta không phải là sai lầm, xâm chiếm của cái đế quốc ngày xưa, nó cả Anh Pháp Mỹ Đức Ý Nhật, nó các cái phe với nhau, nó là cái phát nó là cái rồi còn cuộc chiến tranh của đồng minh, rồi là các nước thuộc địa đấy, là mình cái nước nhỏ thì mình sẽ chịu trận những như thế. Người ta không nói quá nhiều việc đó, xong thì cái hệ lụy của nó là sinh ra những cái Việt Nam Cộng Hòa thì cũng là người Việt cả. Nói thật đúng đấy, đấy là nguyên tắc, nguyên không phải nguyên tắc tôi nói, mà nó là cái nó phát sinh ra. Thế nhưng mà đến bây giờ 40 năm rồi thì ta phải nhìn nhận lại, ta không quá để mà chọc ấy, nhưng cố tình không nhìn ra được cái mục đích của chiến tranh, không nhìn ra được cái con bài của nước ngoài, không nhìn ra được cái người mình là ai, không nhìn ra được cái họ là ai, thì chúng ta phải đả phá đến cùng, và chúng ta phải tiêu diệt đến cùng. Chúng ta họ thì chống phá, ta phải tiêu diệt. Chuyện đấy là đương nhiên. Anh ạ. Chính thế này. Với anh ấy, thế em nói lại cái câu từ lúc trước khá lâu rồi là sống giữa. Anh có khi là sống giữa bầy lang sói mà không kêu lên như lang sói, chỉ biết kêu lên như lang sói nhưng không phải không nhá. Em biết. Nhưng sự bản lĩnh ấy, của người Việt, dân Việt chẳng qua là cái nhìn nhận anh ạ, một cách thấu đáo. Một cách thấu đáo nhé, một cách thấu đáo. Và chúng em, hoặc em thì không được đại diện gì cả, nhưng với em ấy, hết sức trân trọng những tình cảm của những người con xa quê có nhìn nhận, đặc biệt là những người sinh ra và lớn lên trong miền Nam. Khi đã em phải, nó có nhiều cái khách quan nó đem lại, tạo cho con người ta có những cái nó dễ lệch lạc lắm, mà nhìn nhận được thì hết sức trân trọng. Chứ ngoài Bắc bọn em thì nó dễ lắm anh ạ. Ngoài Bắc bọn em thì quá đơn giản, mày vào mày chết, nếu không thì thằng tàu nó sang thì nó nện từ lâu rồi anh ạ. Nói thật đấy. Em điện này, Trung Quốc những cái trạm điện này đến nhìn em nhiều khi cứ xoáy đều, tất nhiên chúng nó trả gì đấy, nhưng nói đùa đấy mà. Nhưng người em nói thật luôn với anh ấy, nếu như ông vững cứ bảo là Trung cộng mới lại Trung giả này, nếu căm thù, em nói thật nhé, căm thù của với người với thằng tàu ấy, em nói thì tàu là trong nhà nháy nhé, là Trung Quốc, và chịu, bởi vì sự chịu đựng nó đập vào mà, không ai bằng những người miền Bắc đâu anh ạ. Đúng rồi, thật sự tại biên giới sát bên đó mà. Anh ơi, từng hàng tâm lý chiến, từng cái dâu ngô lấy về, từng cái sừng trâu, rồi là nó đánh như thế nào, bố rồi là từ các anh em rồi đến họ kia dùng mãi năm tám mấy vẫn còn được đang nguồn Hà Cối, Quảng Ninh này, Quảng Sơn. Nói chung thì những cái trải qua quá nhiều từ ngày xưa đến giờ anh, nó,
Thế cái chữ gọi là thằng tàu thì bọn em cũng gọi là thằng tàu khựa hoặc thâm tàu là cái gì ra đấy anh em, câu chữ ấy nó phát sinh ra là quê nó đã vùng quê em nó phát sinh ra rồi anh ạ, thậm chí còn có những cái như thế cơ, cái đấy là cái anh lại mẹ đấy, nên là Vâng. còn chỉ có điều anh em ở trong nước thế thôi. Và Cảm ơn em Lan chia sẻ. Nói chung chào anh chị các bạn trong diễn đàn Lại Minh. Rất là vui có anh chị các bạn tham gia. Thì đất nước mình đã phát triển và đổi mới, thì anh em chúng ta cùng chung góp cái tiếng nói để làm bảo vệ cái sự bình yên của đất nước. Đó là một cái tinh thần yêu nước. Khi thấy những cái thành phần mà chống phá đất nước, xuyên tạc ở hải ngoại cũng như trong nước, nó có những cái âm mưu thâm độc, thì anh em chúng ta lên tiếng để đặng mà chống lại tụi nó, để mình góp phần xây dựng đất nước ngày một phát triển và thịnh vượng hơn. Đó là cái ước nguyện của anh em chúng ta, bởi vì chúng ta là những người dân, chúng ta cùng nhau một lòng cùng với đảng và nhà nước để mình xây dựng đất nước mình ngày một phú cường và thịnh vượng. Sở dĩ là mình mở livestream hôm nay là về cái con nhỏ mà Trần Thị Ái Liên, các lại mình thấy rất là bức xúc những cái thành phần này nó trà trộn vào trong nước, và nó dùng cái sự mà ưu đãi của đảng và nhà nước Việt Nam mình để đặng mà nó len lỏi vào, nó tìm cách nó xuyên tạc chống phá. Cho nên anh em chúng ta cần phải lên án cái con nhỏ này thật là mạnh, để cơ quan nhà nước vào cuộc và trục xuất nó ra khỏi Việt Nam. Nó có những cái âm mưu rất là thâm độc. em xin lỗi, cái này nếu như mà có ảnh thì anh cho lên được thì tốt, nó đang nếu có nó ảnh thì đang anh cho lên 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 thấy trên trên mạng này rất là mạnh đó. Đây anh thấy thế nó đang lên được thì anh trên, tên là em Trần Thị Ái Liên. Nó về Việt ái chuyện Nam, nó Trần Thị Ái Liên nhỏ này phải nói là rất là giờ xảo trá. Nó chỉ là một cái thành phần chống phá đất nước ở bên Mỹ, nhưng mà nó về Việt Nam với cái mác gọi là hạc sĩ rồi giảng viên, để đặng mà nó len lỏi vào trong cái sự dễ dãi của nhà nước Việt Nam mình. Gần đây thì nó đưa lên mạng, nó xuyên tạc những cái hình ảnh về Bác và về cái công cuộc phát triển đổi mới của đất nước. Trần Thị Ái Liên, con nhỏ này phải nói là Trần nó Thị cũng Ái dữ Liên rồi. này, Theo như tôi nghĩ là con Trần nhỏ Thị này thì nó là hình như là nó đang ở thành phố Hồ Chí Minh đó, cần phải à bạch thế mặt nó à, ra. dạ Thì vâng, lại mình chỉ livestream với anh chị các bạn để mình cảnh giác cái con nhỏ này, để lên tiếng để cho cái cơ quan nhà nước vào cuộc càng sớm càng tốt, phải trục xuất con nhỏ này. vâng. Nó dùng những cái hình ảnh mà nó bôi nhọ Bác Hồ, rồi nó xuyên tạc cái pháp luật Việt Nam đó. Nó xuyên tạc những cái mà hình ảnh của đất nước, không thể nào chấp nhận những thành phần này được. Những thành phần mà sống ở hải ngoại mà về Việt Nam mà lợi dụng cái chính sách phát triển đổi mới của đất nước để đặng mà chống phá cái mưu đồ này, không thể nào chấp nhận được, rất là nguy hiểm. Tôi nghĩ là theo tôi bảo đảm con này là của Anh cái thành phần mà Việt Tân mà bên Công giáo cực đoan, tại vì nó có cái con nhỏ này, nó có cái background của nó, là cái lý lịch của nó trong cái bên Công giáo cực đoan. Cho nên anh em hết sức cảnh giác. vâng, Thì rồi mình chỉ chia anh sẻ vậy thôi. Cảm ơn em nha. à, Thôi thì anh cũng kết dạ thúc ở vâng, đây. Xin vâng vâng em chào. cảm ơn anh Vinh nhé, Ừ. và Theo cảm ơn anh chị em. Ừ. Ê, hẹn gặp anh Cảm sau ơn. nha. À, hẹn gặp sau. Dạ vâng ạ, Bye, chào anh. chào. Dạ.